Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Y học và Sức khỏe phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau với những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng, ngành y tế huyện Phú Tân đang tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để, không để dịch bệnh lây lan. Tại xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 30 ca mắc sốt xuất huyết và 14 ổ dịch. Các ổ dịch xảy ra nhiều từ khoảng tháng 7 năm 2022 đến nay. Gần đây đã xảy ra ổ dịch tại khu chợ thuộc ấp Rạch Chèo. Qua giám sát, do nơi đây có môi trường ẩm thấp và có nhiều khu vực bị nước động, dẫn đến muỗi sinh sản và phát triển. Có đội y tế đã hướng dẫn, cũng có thái đoàn cũng đi hoài luôn hả? Vài ngày thì cũng có đi, vài ngày cũng đi kiểm tra này kia vậy đó. Thì mình cũng xúc nước rồi sạch sẽ rồi thả cá đầu vô rồi mình cũng xịt muỗi đốt nhang muỗi đâu trong nhà đâu này nọ. Bên cạnh các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trong cộng đồng, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân thông qua công tác kiểm tra giám sát, trạm y tế đã phát hiện sớm các ổ dịch, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tiến hành phun hóa chất diện rộng, hướng dẫn người dân xử lý môi trường, thả cá bể màu để diệt lăng quăng, đồng thời tẩm mùn bằng hóa chất cho hơn 200 hộ dân để diệt muỗi. Các ổ dịch đều được y tế phối hợp với địa phương, với cộng tác viên tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, rồi thả cá bể màu để diệt lăng quăng, rồi hướng dẫn người dân ngủ mùn để tránh muỗi đốt. Rồi khi mà có phát hiện những cái ổ dịch đó thì bên cạnh y tế thì cũng phối hợp với địa phương phun hóa chất diện rộng, thì đối với như xã Rạch Chèo thì cũng phun 2 lần, thì kết hợp nhiều cái phương pháp để phòng chống dịch sốt huyết, thì đến nay thì cái công tác phòng chống dịch cũng đạt lại hiệu quả tốt. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện ghi nhận hơn 110 ca mắc sốt xuất huyết, tập trung nhiều ở các xã Rạch Chèo, xã Tân Hải, xã Phú Tân. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng, Trung tâm Y tế đang đẩy mạnh các biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch ở các ấp khóm, không để dịch bệnh lây lan rộng. Với tinh thần quyết liệt, chúng tôi xuống kiểm tra, nghiên cứu địa bàn, đưa ra cái phương án. Và trong 2 tuần qua, thì ổ dịch ở tại ấp Gạch Chèo đã ra được dịch sốt xuất huyết. Đây là một cái rất là tự tin để công tác phòng chống dịch ở địa phương phải nói là rất là quyết liệt. Năm nay, cái diễn biến mà phức tạp của sốt huyết đó là cái tỷ lệ bệnh nặng rất cao, đặc biệt là trẻ em có cân nặng mà béo phì thì diễn biến rất là phức tạp và cái điều trị rất là khó khăn, thì cũng mong người dân nắm rõ các cái triệu chứng của sốt xuất huyết và cũng như mình phòng chống ở tại nhà và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm nhất để mà phòng chống cho nó hiệu quả. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, hiện các ổ dịch trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục chỉ đạo trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia cùng với ngành y tế để phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau, đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 970 ca mắc sốt xuất huyết, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 35 ca. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang nóng lên, do đó cần sự vào cuộc quyết liệt của cả cộng đồng. Để tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố xây dựng các phương án để ứng phó với dịch bệnh, trong đó tập trung công tác giám sát, xử lý triệt để ổ dịch ở các địa phương. Tại các huyện, thành phố đã phát động và ra quân tháng cao điểm phòng chống sốt xuất huyết cùng với sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Xem công tác phòng chống dịch bệnh là cái nhiệm vụ chính trị hàng đầu, huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể triển khai tích cực các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách chủ động, chỉ đạo cho các cái trạm y tế cấp xã cũng như là cộng tác viên của các cái ấp khóm phòng thường xuyên hướng dẫn người dân thực hiện các cái biện pháp loại trừ các cái ổ chứa lăng quăng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đối với các ban ngành đoàn thể thì theo chức năng nhiệm vụ của mình sẽ phối hợp tích cực với ngành y tế triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, nhân viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Tại các xã phường, thị trấn đã ra quân cao điểm tuyên truyền đến từng hộ gia đình, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở, thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng, diệt muỗi, đặc biệt là phân phát và nhân rộng mô hình nuôi cá bảy màu để diệt lăng quăng với mục tiêu
100% hộ dân được kiểm tra và tham gia việc lăng quăng, diệt muỗi hàng tuần. Sự quan tâm của ủy ban thì cũng các là lồng ghép các chương trình để cho các tổ y tế và các cái chính quyền địa phương thì vận động người dân là tránh cái muỗi đốt, thả cá hoặc là các cái lưu kiệu thì phải đậy kín bằng các cái nắp hoặc là cái cao su để đảm bảo không có lăng quăng thì không có sốt huyết. Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình có 9 ấp, mỗi ấp có 2 cộng tác viên y tế. Hàng tuần, lực lượng cộng tác viên phối hợp với lực lượng đoàn viên các đoàn thể chính quyền của ấp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động người dân phòng chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức, tập trung ở những hộ gia đình có trẻ nhỏ, những nơi có môi trường ẩm thấp, điểm chợ và trường học. Gió dừa đồ xuống, rồi máy nước thì bỏ cá đồ vô cho việc lăng quăng, quét giặt vệ sinh sạch sẽ, bằng cỏ. Nhà khu đường nước rồi bằng cỏ sạch sẽ, không có ít muỗi hơn. Y tế thì luôn là kết hợp với chính quyền đi vận động và đi kết hợp lồng ghép trong các cái buổi đi làm việc của chính quyền hoặc buổi đi làm việc của ấp, không phải ở ngoài và không phải phòng chống sốt huyết không, mà còn các cái bệnh chân tay miệng rồi các cái bệnh dịch nó đang bùng phát như là dịch Covid rồi dịch đậu mùa khỉ là lồng ghép vô luôn để tuyên truyền cho dân. Rồi ý thức của dân thì nói chung là cơ bản là người ta cũng nắm được, là cho nên là đến kiểm tra nhà dân bây giờ là lưu nước này kia là đều có nắp và đầy đủ và có cao su bịch rồi gọn gàng. Hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ở các huyện thành phố được kiểm soát tốt, tuy nhiên do mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan và bùng phát là rất lớn. Vì vậy, ngành y tế tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng để quyết tâm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong 7 tháng đầu năm 2022, tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 4 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó tại huyện U Minh, huyện Đầm Dơi và huyện Ngọc Hiển. Nguy cơ dịch bệnh dại trên đàn chó tiếp tục gia tăng và lây sang người là rất cao nếu người dân không chủ động phòng chống dịch. Phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn tìm hiểu thông tin và khuyến cáo các biện pháp phòng chống bệnh dại của bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Bệnh dại thì do cái virus dại gây nên, và cái lây truyền của bệnh dại thì nó từ các cái vật, tức là con vật nuôi, thú cưng trong gia đình, chẳng hạn như chó, mèo, rồi nó lây sang người. Và cái lây truyền của nó là từ cái nước bọt của con chó, con mèo nó có cái virus dại, và nó lây qua cái vết cắn hoặc là cái cào xước trên da, và thậm chí cái nước bọt của con virus dại nó sẽ lây qua những cái vết thương, qua được niêm mạc của cái người tiếp xúc, và từ đó là virus dại nó sẽ phát triển trong cơ thể người và nó gây ra bệnh. Hiện nay thì cái bệnh dại thì không có cái thuốc điều trị đặc hiệu, và chúng ta riêng bệnh dại thì có thể hoàn toàn có thể là phòng ngừa được bằng cách là tiêm ngừa vaccine. Và chẳng hạn như chó, mèo, cái vật nuôi đó, chúng ta có thể tiêm ngừa vaccine để phòng bệnh dại là cho cái chó, mèo. Hoặc là con người, nếu mà lỡ bị chó, mèo cắn, rồi chúng ta có thể là tiêm ngừa vaccine cái phòng dại. Và khi bị chó dại cắn mà không được tiêm ngừa, mà đã phát ra cái cơn bệnh dại thì cái khả năng là coi như là tử vong gần như 100%. Và hiện nay á, thì các cái phương pháp mà dùng thuốc nam hoặc là lấy cái nọc chó dại cắn, và trong dân gian người ta thực hiện thì cái này là không hiệu quả. Từ đầu năm đến giờ năm 2022 thì chúng ta cũng đã có 4 cái ổ dịch dại từ các cái huyện U Minh, rồi Đầm Dơi, rồi Ngọc Hiển. Cho nên cái tình hình bệnh dại của tại cái địa phương Cà Mau là cũng hết sức là đáng có lo ngại, và chúng ta phải tăng cường các cái biện pháp phòng chống. Thì chúng tôi khuyến cáo là trước hết là chúng ta phải tăng cường cái công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về cái phòng chống bệnh dại, tuyên truyền từ các cái cấp chính quyền
đến người dân. Chúng ta phải thấy được cái nguy cơ của cái bệnh dạy rất nguy hiểm. Và chúng ta phải hiểu được là bệnh dạy hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng tiêm vaccine và ngăn ngừa không cho chó mèo cắn. Đấy. Và chúng ta có thể ngừa vaccine cho cái vật nuôi và cho người. Và từ đó là chúng ta thực hiện các cái biện pháp để phòng chống nó hiệu quả. Và cụ thể là chúng tôi khuyến cáo là cái vật nuôi đó, chúng ta là phải tuyên truyền cho bà con là không có thả cái vật nuôi là như chó rồi đi rong ngoài đường, rất nguy hiểm. Và khi nó có mang virus dạy thì nó cắn cho con người thì sẽ lây lan và gây bệnh và gây tử vong. Cho nên là một là chúng ta quản lý không để tuyên truyền để không cho thả rong ngoài đường các cái vật nuôi như vậy. Thứ hai, nếu mà chó đi ra đường thì chúng ta cũng phải là rọ mõm lại, tức là chúng ta không có để cho nó cắn người. Và chúng ta phải thực hiện tuyên truyền cho người dân là phải có ý thức là khi nuôi thì phải tiêm ngừa. Hiện nay là ngành thú y người ta cũng đã triển khai cái tiêm ngừa cho các đàn chó mèo các vật nuôi thú cưng, thì mỗi năm là chỉ cần tiêm một lần thì cũng có thể phòng ngừa được cái bệnh cho cái đàn chó này. Và khi đã xảy ra, khi chúng ta phát hiện nó xảy ra có ổ dịch, chẳng hạn như có phát hiện cho chó dại là chó dại ở địa phương, thì chúng ta báo cho chính quyền và phải xử lý triệt để ổ dịch này, tức là phải khống chế được cái con chó dại. Để thứ hai nữa là các cái đàn vật nuôi liên quan ở địa phương là chúng ta phải triệt để tiêm ngừa 100% hết. Và nếu mà trong trường hợp mà cái người mà bị chó mèo cắn thì phải tuyên truyền là phải tiêm phòng vaccine ngừa dại. Đầu tiên, nếu mà bà con mà bị cái chó mèo cắn thì đầu tiên phải xử lý cái vết thương. Chúng ta xử lý vết thương bằng cái nước xà phòng, rửa sạch vết thương hoặc là sát khuẩn hoặc cái dung dịch sát khuẩn như rồi iốt hoặc là cái ancol để chúng ta sát khuẩn vết thương. Và đồng thời là phải đưa đến y tế để tiêm phòng là cái bệnh dạy. Thì cái tiêm phòng á, thì một người bị chó dại cắn thì chúng ta bị chó mèo cắn thì chúng ta tiêm phòng dại á, thì chúng ta tiêm phòng là 5 mũi, là ở ngày thứ nhất khi bị cắn, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và ngày thứ 28. Tức là chúng ta sẽ tiêm trong vòng 1 tháng và chúng ta tiêm đủ 5 mũi thì coi như là chúng ta đã ngừa được cái bệnh dại. Và cái tiêm ngừa thì rất là hiệu quả. Thì báo bà con là chỉ có tiêm ngừa, vì bệnh dại chỉ có tiêm ngừa. Còn khi đã phát ra bệnh dại là chúng ta không điều trị được. Các cái loại thuốc là điều trị không hiệu quả. Theo Nghị định số 90 ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Đối với những hành vi không đeo trọ mõm hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, không tiêm vaccine phòng bệnh dại cho động vật, bắt buộc phải tiêm phòng sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Do đó, mỗi người dân khi nuôi chó mèo cần tuân theo đúng quy định để góp phần phòng chống bệnh dại hiệu quả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Y học và Sức khỏe phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí Y học và Sức khỏe kỳ sau.